16, chương 17. Ác ma nghệ thuật. Bùi Thanh Ni lúc này sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Con nữ quỷ kia tốc độ giống như báo săn, khoảng cách 20 mét thoáng chốc đã tới. Ngay lúc nàng gần như đã tuyệt vọng, đột nhiên một đôi tay từ phía sau gắt gào ôm chặt nữ quỷ mặc kimono đen kia. Sau đó gương mặt nữ quỷ thối rữa lộ ra. Nhìn kỹ lại, không phải vong hồn của thần nguyên Mỹ Thi hay sao? Tức khắc Bùi Thanh Ni minh bạch, hai nữ quỷ này chính xác là đang tranh giành nhau. Nàng là của ta, nàng là của ta. Hai nữ quỷ giằng co cùng một chỗ, điêu lộ ra thần sắc oán độc. Hai người đều muốn chụp lấy Bùi Thanh Ni, thế nhưng đồng dạng bị đối phương chế trụ, không thể nào tiếp cận được. Loại cơ hội tốt như thế này mà không lợi dụng, chết cũng đáng. Bùi Thanh Ni lập tức chống đỡ thân thể, xoay người bỏ chạy, đồng thời không ngừng vạch dấu thập tự giá trên ngực, cầu nguyện ngày hôm nay có thể thoát khỏi. Chạy thật lâu, nàng quay đầu nhìn đằng sau, không có dấu hiệu quỷ hồn đuổi theo, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Tiến về phía trước một đoạn, Bùi Thanh Ni thình lình nhìn thấy trước mắt xuất hiện một sườn đồi, một cây cầu treo bằng dây cáp dài hàng chục mét nối với một vách núi khác. Mặt bên đó cây cối lại càng rậm rạp. Là tại nơi này sao? Cây cầu thông tới quỷ ốc. Bùi Thanh Ni cảm giác trên trán không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Nàng tự cố trấn an mình, ý định quay đầu trở lại, là nhìn thấy sau lưng hai quỷ ảnh một đen một trắng đang xông lại. Bùi Thanh Ni kêu thảm một tiếng, không còn lựa chọn nào khác, đành phải chạy lên cáp treo. Mặc dù biết đây là con đường không có lối về, nhưng Bùi Thanh Ni lúc này không có biện pháp nào khác. Nàng chỉ hy vọng hai nữ quỷ này vì nàng mà tự giết lẫn nhau. Hiện tại, ba người tinh mỹ cũng đang bắt đầu tiếp cận khu vực cầu treo. Tinh mỹ, Hiệu tử sắc mặt nhợt nhạt. Thật sự là phải tới nơi đó sao? Người phải biết chỗ đó có bao nhiêu hung hiểm. Thế nhưng Tinh Mỹ cầm đèn pin cũng lo lắng nói, nếu như ca ca thật sự ở nơi đó, ta phải đi tìm. Không việc gì đâu, lúc trước đại tẩu gặp chuyện không may, về sau ca ca rất hay tới nơi đó, không cũng không hề gặp chuyện gì cả. Cái gọi là quái đàm kia chẳng qua chỉ là người già khoa trương mà thôi. Cẩn thận vẫn hơn, dù sao mệnh cũng chỉ có một. Theo tự vẫn không quá yên tâm, dù sao nàng cũng từng trong phiến cây nhìn thấy một người đã chết. Ta Lan, Tinh Mỹ. Lúc này ba người bọn hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đứng phía sau Matsuda quân tử cùng Shimizu tuyển mỹ cầm đèn pin. Hai người đang chia nhau tìm kiếm tung tích của nhã thần và tiểu cung. Giờ phút này trong lòng của Shimizu tuyển mỹ đã nóng như lửa đốt. Các người chẳng lẽ muốn tới cái chỗ kia? Quân tử đi tới vội vàng bắt lấy tay con trai. Ta Lan, con vẫn không nên tới chỗ đó thì hơn. Nói đến đây, nàng có chút muốn nói lại thôi. Bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước nàng chính là ở gần nơi này nhìn thấy hảo mỹ phu nhân cung kính chi tiền sinh vụng trộm với nhau. Kỳ thực có một việc nàng chưa nói với thần cốc tiểu gia tử, chính là nàng nhìn thấy được một màn kia là do nàng có thói quen tản bộ trong rừng cây mỗi buổi chiều. Điểm này nàng đã từng nói với hảo mỹ phu nhân, cho nên sau này nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Hảo mỹ phu nhân biết rõ chuyện này, tại sao còn xuất hiện ở địa phương mình hay đi qua để làm chuyện đó? Tựa như cố ý muốn cho mình nhìn thấy một màn như vậy. Nhưng ý nghĩ này quá mức hoang đường, cho nên nàng cũng không nói ra miệng. Ai lại cố ý đem cảnh yêu đương vụng trộm của mình triển ra cho người khác xem chứ? Dưới tình huống bình thường, điều này thực sự không có khả năng. Nhưng Matsuda quân tử cũng thật không ngờ, 40 năm trước, Hasegawa hảo mỹ đã bắt đầu âm mưu đem toàn bộ người trong nhà hoàn toàn giết chết. Nàng là người dâm loạn phóng đảng, nữ nhân tâm địa thâm độc, bình thường cao quý thiện lương đều là ngụy trang. Xuất thân từ gia thế trà đạo,
Nàng là người biến làm ham ăn, thích chơi bời. Cũng chính vì thế, gia tộc sớm đã an bài hôn nhân của nàng. Nhưng mà Hasegawa thác tạo lại bán sạch công ty kế thừa. Tời sống ở cái vùng heo hút này làm Hảo Mỹ không thể nào tha thứ. Nàng lúc nào cũng bảo trì mối quan hệ với tất cả nam nhân trong nhà, thỏa mãn dục vọng của nàng. Đồng thời bắt đầu suy tính làm thế nào để đoạt hết gia sản nhà Hasegawa. Nàng hằng ngày suy tính đem những người trong nhà Hasegawa toàn bộ giết chết. Hasegawa ba huynh muội là khẳng định phải giết. Nhưng nếu chỉ sát hại ba người này thì ai cũng sẽ nghi ngờ nàng. Vì vậy nàng dứt khoát đem cả ba người hầu giết cùng. Cuối cùng thậm chí đem tội danh gán cho Hasegawa thác tạo. Lúc ấy người có quan hệ tốt nhất với nàng ở Diệp Thần Thôn, nữ hài quân tử sẽ đảm nhận vai trò người làm chứng. Kế hoạch của nàng là để quân tử nhìn thấy cảnh nàng vụng trộm với đệ đệ kính chi, làm như vậy để Hasegawa thác tạo có động cơ giết người, tình tiết sẽ càng thêm hợp lý. Mà nàng an bài bản thân bị trọng thương, thiếu chút nữa thì chết. Sau đó nàng đem thuốc ngủ bỏ vào thức ăn, giả mang giết hại 6 người không thể nào chống cự. Viết xong di thư, nàng không có phát hiện Hasegawa Tảo Miêu còn chưa chết hẳn. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Tảo Miêu xông lên dùng dao cắt đứt yết hầu của nàng, nhưng bản thân nàng ta cũng mất máu nhiều mà chết. Tiếp theo, cả 7 phong linh đều bị nguyền rủa, nhất định không ngừng bồi hồi tại đây tìm kiếm một người cùng giới cùng tuổi phù hợp mọi yêu cầu để làm kẻ chết thai cho mình, để bổ khuyết con số 7 này, bản thân mới được đào thoát. Nhã Thần giờ phút này đã thanh tỉnh lại, hắn mặc lại quần áo, nói với Tiểu Già Tử: "Thật xin lỗi, ta..." "Không có gì." Tiểu Già Tử tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng không làm ra bao nhiêu phản ứng. Nàng mặc quần áo vào, nói: "Hành vi vừa rồi chỉ là tìm kiếm sinh lộ, ngươi không cần để ý." "Sẽ không mang thai chứ?" Nhã Thần thăm dò hỏi. "Yên tâm đi." Tiêu Gia Tự sửa sang lại tóc tai tán loạn, nói: "Chúng ta chia nhau ra đi thôi, ta và ngươi chỉ một người có thể sống sót. Hiện giờ hy vọng người chết không phải là mình." Nghe ra rất tàn nhẫn, thế nhưng lại là sự thật. "Người thật là lãnh huyết." Nhã Thần không khỏi cảm giác run sợ. "Vừa rồi chúng ta làm loại chuyện này, hiện tại cứ đơn giản mà quên hết đi. Người đến cùng là loại người gì vậy? Thật không biết Mỹ thì tại sao lại thích một người như người." "Cái kia chẳng qua là truyền thông tận khả năng đem ta điểm tô cho đẹp mà thôi." Tiêu Gia Tử không có phản ứng gì. "Chỉ cần có thể sống sót, trả một cái giá lớn như thế nào ta cũng nguyện ý. Trên thế giới này, con người vì sinh tồn, cái gì cũng có thể làm được. Điểm này ta đã sớm hiểu." Sau đó nàng nhìn thoáng qua Nhã Thần: "Ta vốn muốn nói một câu bảo trọng, bất quá đứng ở lập trường của ta, nói những lời này quá là dối trá rồi. Chúng ta chỉ một người có thể sống sót, như vậy vĩnh biệt." Sau đó nàng liền xoay người trốn vào trong rừng cây phía sau. Nhã Thần ngơ ngác đứng tại chỗ, cũng hiểu ý nàng nói. Hai người bọn họ chỉ một người có thể sống sót à? Một khi hắn bị biến thành thế thân của Hasegawa thác tạo, như vậy Tiêu Gia Tự có thể đào thoát. Nói cách khác, cái chết của hắn có thể thành toàn cho mong muốn của Tiểu Già Tử. Trái lại cũng giống như vậy. Thế nhưng Nhã Thần vẫn còn vài lời muốn nói với nàng. Hắn chạy về hướng ngược lại, trong lòng thì thầm: "Bảo trọng Thần Cốc tiểu thư." Hắn tuy rất sợ hãi, nhưng thật sự mong chờ một kỳ tích phát sinh. Nếu có thể sống sót, hắn nguyện ý chịu trách nhiệm với Tiểu Già Tử.
Tiêu Gia Tử lúc này đang ở sâu bên trong rừng cây. Nàng vừa chạy vừa lấy trên người ra một loại máy giống như PSB, mở màn hình ra. Có đầu mối mới hay không? Chuyện này làm cho bốn chủ hộ khác không biết. Trong lúc vô tình bắt được một con quạ đen, sau đó đặt ở chân nó một máy giám thị. Rất nhiều quạ đen đều bay tới sườn đông sơn mạch. Thông qua màn hình giám thị này, không chừng có thể đạt được manh mối nào đó. Giờ phút này, cảnh tượng hiển thị trên màn hình cực kỳ khủng bố. Con quạ trên chân gắn máy giám thị giờ phút này đang bay đến tòa dinh thự vứt đi, sau đó đậu trên một bệ cửa sổ. Bên trong là một gian phòng cực lớn, lại càng có một cảnh tượng làm cho người ta rùng mình. Một dây sắt thật lớn nối từ bên trái tới bên căn phòng, mà cái dây sắt này xỏ xuyên qua 7 cổ thi thể. Cái đầu của 7 cổ thi thể bị dây sắt xuyên qua, khuôn mặt đã hư thối tới mục nát, y phục trên người rách rưới không thể che phủ được cơ thể, làn da hư thối, nước mủ trộn với máu không ngừng chảy ra, mà thi thoảng những cái thi thể ấy lại giãy giụa, nhưng thủy chung không thể nào thoát khỏi trói buộc. Ở trong phòng, rất nhiều quả đen đang nuốt lấy những khối huyết nhục này. Cái này là sinh lộ sao? Tiểu Lâm Tuyền Mỹ lúc trước không phát hiện được cảnh tượng khủng bố trong gian phòng, bởi vì những thi thể này bị treo lên rất cao, không ngẩng đầu sẽ không thể phát hiện ra được. Cái này là sinh lộ sao? Lập tức Tiêu Gia Tự lập tức lấy ra la bàn, hướng về phía đông chạy tới. Lúc này Bùi Thanh Ni cũng chạy tới trung tâm cầu. Nàng từng nghĩ có nên nhảy xuống nước hay không, nhưng độ cao làm cho nàng không có dũng khí làm như vậy. Nếu như chạy tới đối diện sẽ phát sinh chuyện gì đây? Bùi Thanh Ni đại khái có thể đoán được, nhưng thời gian cấp bách, nàng không kịp nghĩ ngợi nhiều. Quay đầu lại xem xét, không hề thấy có người nào đuổi theo. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không thể nào an tâm. Cuối cùng, nàng lấy điện thoại di động ra, quyết định gọi cho Tiểu Gia Tử. Điện thoại không lâu sau liên thông. Này, Thần Cốc tiểu thư sao? Ta là Bùi Thanh Ni. Ta bây giờ đang trên cầu treo ở sườn đông sơn mạch. Nếu cứ tiếp tục đi tới sẽ gặp phải dinh thự vứt đi. Ta nên làm sao đây? Người còn sống? Ở gần tòa quỷ ốc sao? Tốt, ngươi bây giờ lập tức chạy tới nơi đó. Tiêu Gia Tử nhìn vào màn hình video. Ở một nơi hẻo lánh trong phòng có một cái kiềm sắt. Nàng rất rõ ràng đây là sinh lộ nhà trò an bài. Chỉ cần đem xích sắt kia làm đứt, như vậy 7 quỷ hồn sẽ đồng thời được yên nghỉ, không tìm người chết thai nữa. Sinh tử thành bại liền nhờ vào ngươi, Bùi Thanh Y.